Hiện nay là thời điểm thu hoạch lúa hè thu và thu đông sớm tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Song do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài và diễn biến khá là phức tạp, nhiều doanh nghiệp phải áp dụng 3 tại chỗ. Đây là những khó khăn lớn khiến cho các doanh nghiệp ngành lúa gạo chưa thể đẩy mạnh được việc thu mua lúa cho bà con nông dân và dẫn đến thị trường giao dịch vẫn tiếp tục ảm đạm. Tại thành phố Cần Thơ hiện nay, vụ lúa thu đông sớm 2021 đang bước vào vụ thu hoạch rộ. Các thương lái đến đặt cọc mua lúa chỉ với giá trung bình từ 5.000 đến 5.200 đồng một kg đối với lúa IR50404, từ 5.200 đến 5.400 đồng một kg đối với các loại lúa OM. Giá đặt cọc trung bình mỗi công lúa là 300.000 đồng, tương đương 2.307.000 đồng một hecta. Mức giá đặt cọc này tương đương giá lúa hiện tại, trong khi mọi chi phí sản xuất mà người nông dân phải bỏ ra đều rất cao. Mặt khác, việc đi lại thăm đồng của bà con nông dân trong thời gian giãn cách gặp không ít khó khăn và làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất lúa hiện nay. Năm nay khó mà ăn lắm. Thứ nhất là nước, không có nước nữa, phải bơm vô. Rồi thứ hai đó, tiền vận chuyển đó, nó lên cao nữa. Còn năm ngoái cái đa số cái vụ này là thấp nhất là thứ ba đó. Năm ngoái phân này nó 320 à, mà nó 600 mấy, lúa không có giá nữa, rồi xong không nổi. Do chỉ thị của dịch COVID-19, nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên nhiều phương tiện ngoài tỉnh vào vận chuyển tiêu thụ lúa gặp rất nhiều khó khăn. Theo đó, mỗi địa phương lại có những quy định khác nhau khiến việc lưu thông ngành hàng nông sản đã gặp khó lại càng khó khăn hơn. Nó cũng khó khăn lắm, tại vì đi còn chốt chặn rồi vô, nhiều khi người ta đi từng rồi lúm chân cân lúa thì nó đâu cho lên bờ đâu. Nhầm chỗ nó không cho lên bờ, nhầm chỗ có giấy test thì cho lên người cân, còn mấy người kia thì ở dàn xề không chứ đâu có được lên bờ đâu. Để tháo gỡ việc ách tắc trong khâu giao nhận hàng hóa, tránh ảnh hưởng tới khả năng xuất khẩu gạo của doanh nghiệp, trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần thống nhất chung về cơ chế luồng xanh trong lưu thông lúa gạo đường thủy nội địa để hỗ trợ tiêu thụ nhanh lúa gạo cho bà con nông dân.